Chào mừng các bạn đã đến với kênh Rèn luyện siêu trí nhớ của Kiên. Đây sẽ là kênh YouTube sẽ giúp cho các bạn từ một người không biết gì về siêu trí nhớ trở thành một cao thủ trong làng siêu trí nhớ Việt Nam. Đây sẽ là một video vô cùng cơ bản nhưng lại cực kỳ quan trọng dành cho những bạn nào mới làm quen với siêu trí nhớ. Các bạn sẽ khởi động siêu trí nhớ của mình một cách cực kỳ dễ dàng nhất. Nhưng đây lại là một video cực kỳ quan trọng dành cho những học viên cũ để chúng ta có thể có những cái bài tập rèn luyện. Và video này cũng là một video rất là đơn giản và giá trị để mà bố mẹ có thể cùng ngồi học cùng con ha, để mà rèn luyện siêu trí nhớ với nhau trong gia đình. Rồi, cho nên là video này sẽ vô cùng hữu ích cho tất cả mọi người luôn, dù cho là học sinh, người lớn, bố mẹ, vân vân. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi chi tiết video này ha. Vì sao Kiên lại nói video này là video cực kỳ cơ bản nhưng lại rất là quan trọng dành cho người mới bắt đầu? Đó. Thì Kiên có hai điều muốn chia sẻ với các bạn ở đây dành cho người mới. Thì thứ nhất á là khi mà chúng ta khởi động cái việc rèn luyện về siêu trí nhớ thì cái thứ đầu tiên chúng ta sẽ học mà những lời nhiều lời khuyên của những người rèn luyện siêu trí nhớ là các bạn hãy học bản mã hóa đi. Cho nên video này Kiên sẽ nói về bản mã hóa. Kèm thêm những cái video phía sau đó, Kiên sẽ giúp cho các bạn nhớ bản mã hóa. Thì đây chính là cái điểm khởi động dành cho người mới. Ok. Cái điểm thứ hai đó, chúng ta có một câu nói như thế này: vạn sự khởi đầu nan và gian nan đi thì bắt đầu nản, đúng không? Vậy thì nếu như cái sự khởi đầu của chúng ta mà nó gian nan quá thì nó dẫn tới việc là gì các bạn? Ồ, 100 người mới bắt đầu làm quen với siêu trí nhớ thì bởi vì cái sự gian nan đầu tiên, cái sự phức tạp, cái sự khó khăn đầu tiên về cái bản mã hóa, nó sẽ làm cho cái ý chí của chúng ta, cái sự lười biếng của chúng ta nó sẽ phát sinh rất là mạnh. Cho nên là gì? Cứ 100 người thì có thể là từ 90 cho đến 95 người sẽ không vượt qua giai đoạn đầu tiên và bỏ cuộc giữa chừng. Không phải là giữa chừng nữa mà là ngay lúc đầu luôn đấy. Chúng ta nhớ không chờ? Đó. Cho nên là gì? Video này và những video phía sau, Kiên sẽ giúp cho các bạn nhìn thấy được luyện siêu trí nhớ tại sao nó lại dễ như vậy. Và trong một vài video đầu tiên tôi đã cảm nhận ngay lập tức bộ não của tôi nó mạnh như vậy rồi. Đó chính là cái lý do thứ hai mà Kiên làm cái chuỗi video này để giúp cho các bạn nhận ra rằng không thể tin được siêu trí nhớ dễ luyện đến như vậy. Vậy thì trong video này Kiên sẽ giúp cho bạn làm được cái gì mà lại nói rằng luyện siêu trí nhớ rất là dễ. Ok. Kiên sẽ giúp cho các bạn nhớ 200 cái con số ngẫu nhiên ở trên màn hình mà các bạn đang nhìn. Được chưa? Mà các bạn sẽ không cần quá nỗ lực nhiều. Các bạn chỉ cần cho Kiên một ít nỗ lực để tập trung và xem video. Và sau khi các bạn xem những cái video này xong, các bạn sẽ nhớ chính xác gần như 100% 200 chữ số ngẫu nhiên mà Kiên vừa cho các bạn xem. Các bạn có tin được không ạ? Không tin thì chúng ta xem thôi. Và không những là các bạn có thể nhớ và đọc xuôi từ đầu đến cuối 200 chữ số này, các bạn còn có thể nhắm mắt và đọc ngược từ dưới lên 200 chữ số này một cách dễ dàng luôn. Kiên đảm bảo với các bạn, không cần nỗ lực quá nhiều, chỉ nỗ lực một chút xíu là tập trung và xem video hướng dẫn của Kiên thôi. Và đó chính là cái món quà Kiên dành cho các bạn. Luyện siêu trí nhớ nó phải dễ như vậy đó. Trước khi mà Kiên chuyển sang nói cái phần số 2 quan trọng đó, thì Kiên sẽ giải đáp một cái thắc mắc ngầm dành cho những bạn học viên cũ. Là các bạn sẽ đặt câu hỏi là: ủa thầy ơi, khi mà chúng ta học siêu trí nhớ đó, thì nếu mà chúng ta nhớ số đó, thì em thấy rằng cái bộ môn nhớ số này chúng ta có thể chinh phục một cái đỉnh số bi chẳng hạn vậy. Sao thầy không lấy số bi ra thầy hướng dẫn cho tụi em nhớ, mà lại lấy 200 cái chữ số nó lạ quắc như thế này? Rồi, vậy thì câu trả lời nó đơn giản như thế này này các bạn. Nếu các bạn lấy 200 chữ số đầu tiên của số bi đó, 3,14 cái gì đó mà sao đó, thì nếu như các bạn nhớ xong 200 chữ số này nè, thì các bạn chỉ mới sử dụng được có 67 cặp mã hóa thôi, chưa sử dụng hết được 100%, mới có 2/3 thôi. Và nếu dành cho một cái người mà khởi động siêu trí nhớ mà nhớ 200 chữ số mà mới có làm được 67% cái hiệu suất của bản mã hóa thì nó chưa cải tiến, nó chưa năm qua. Cho nên là gì? Nếu các bạn để ý 200 chữ số mà Kiên cho các bạn lúc nãy đó, nó là 100 cặp số. Và 100 cặp số này bao phủ hoàn toàn 100 cặp mã hóa cái chúng ta cần phải nhớ. Vậy thì người mới
Cũng như là người cũ, chúng ta sẽ nhớ 100 cặp mã hóa này được xáo trộn lẫn nhau. Nhớ hết nó thì chúng ta sẽ có thể rèn luyện luôn 100 cặp mã hóa full 100% hiệu suất đó các bạn. Đó chính là cái lý do mà Kiên đã chọn 200 chữ số ngẫu nhiên này. Có vẻ nó không theo quy luật, nhưng nó có cái quy luật là như vậy đó. Ok chưa? Vậy thì tại sao lại nói rằng video này tuy là nó cơ bản nhưng lại rất cần thiết dành cho những học viên cũ? Rồi, tuy các bạn là những học viên cũ nhưng mà các bạn có thể là vẫn chưa đủ những cái ví dụ để giúp cho các bạn rèn luyện. Đó, thì thông qua cái video này, Kiên sẽ giúp cho các bạn nào là rèn luyện trí tưởng tượng nè, rèn luyện cái khả năng kể chuyện nè. Kiên sẽ phân tích rất là chi tiết để giúp cho các bạn luyện cái này. Được chưa? Các bạn sẽ tập mô tả phân tích nó. Rồi, các bạn sẽ tập ghi nhớ những con số và hành trình trí nhớ. Thì những người mới nhiều khi sẽ không có hiểu những cái thuật ngữ này. Nhưng mà không sao cả, các bạn xem video rồi các bạn sẽ nhớ hết. Được chưa? Còn những cái thuật ngữ này chúng ta sẽ xem sau. Những cái video khác thì chúng ta sẽ ngày càng rõ hơn. Ok chưa? Rồi, ngoài ra còn có khả năng quan sát hình ảnh nữa. Vậy thì thông qua những cái bài học đầu tiên này, những học viên cũ cần phải xem lại để chúng ta luyện cái năng lực mình. Gọi là cái chất đó các bạn. Chúng ta luyện chất lượng lên cao hơn chứ không có qua loa. Trên video, trên cái kênh YouTube của Kiên á, thì có thể là chưa nhiều những cái ví dụ về cái điều này, về cái này, cho nên là chưa giúp cho các bạn mạnh mẽ được. Vậy thì danh sách video này sẽ giúp cho các bạn ngày càng mạnh mẽ hơn, cho nên hãy xem nó, hãy xem hết tất cả và thật tập trung để mà lấy những cái kinh nghiệm này làm cho mình, giúp cho cái khả năng nhớ số của mình sau này mạnh hơn thật nhiều nha. Điều cuối cùng Kiên muốn chia sẻ đó là video này sẽ giúp cho bố mẹ có thể khởi động siêu trí nhớ cho con một cách thú vị và dễ dàng. Vậy thì cách thức nó sẽ như thế nào? Đơn giản thôi. Bố mẹ đầu tiên sẽ học những cái video này và sẽ nhớ được 200 chữ số ngẫu nhiên này. Rồi, chúng ta vô chưa? Và Kiên đảm bảo với các bạn là các bạn chỉ cần xem thôi là các bạn sẽ nhớ. Đó, thì khi mà bố mẹ mà đã làm được, đã nhớ được cái danh sách này rồi, đọc xuôi được rồi, đọc ngược được rồi, thì sao ạ? Các bạn hãy viết cái chuỗi 200 số này ra một cái tờ giấy hoặc in ra. Rồi sau đó các bạn đưa cho con của các bạn và các bạn đố với con các bạn là: đố con, cái chuỗi số này mẹ nhớ chưa, bố nhớ chưa? Thì con mình nhìn vô cái dãy số này chắc chắn là: trời, cái dãy số này nghĩ sao mẹ nhớ được, bố mẹ nhớ, con không tin. Ví dụ vậy. Thì bố mẹ ngay lập tức, con kiểm tra, bố mẹ sẽ đọc xuôi cho con nghe. Sau khi đọc xuôi rồi, khi mình nói, bố mẹ còn nhớ cả đọc ngược nữa. Chúng ta vô chưa? Ok, thì đó chính là một cái mẹo để mà các bạn dẫn dắt. Và khi các bạn đã đọc được ok rồi đó, thì sẽ dẫn tới một cái tình huống là con mình sẽ ngưỡng mộ mình và sẽ thắc mắc là: wow, tại sao nay trí nhớ của mẹ tốt vậy? Sao mà cái dãy số khó như vậy mà bố mẹ là có thể nhớ được? Thì lúc đó các bạn mới bắt đầu dẫn thêm vào: mẹ học cái tuyệt chiêu này là từ một cái anh đi thi siêu trí tuệ Việt Nam. Cái chỗ này chúng ta lấy cái chức danh ra để mà chúng ta cho con mình có một cái sự ngưỡng mộ, có một cái sự hấp dẫn. Bởi vì thường là con cái sẽ thích những cái người nổi tiếng, thích những cái con người mà là phi thường, bất thường, kiểu như vậy đó. Đó thì các bạn hãy cho con coi thêm những cái video về những siêu trí tuệ Việt Nam thi đấu. Thì lúc đó con bạn có một cái sự ngưỡng mộ đó. Thì lúc đó các bạn sẽ dễ dàng dẫn dắt và cho con mình xem những cái video như thế này. Rồi, ok chưa? Nếu mà con mình đã lớn rồi, lớn chút xíu rồi, thì các bạn sẽ gửi những cái link video như thế này cho con các bạn học. Thì các bạn sẽ tự học được. Còn nếu như mà con bạn còn bé quá đó, ví dụ như là 5, 6, 7 tuổi gì đó, còn bé quá, thì sao ạ? Thì các bạn hãy chờ đến cái đoạn mà Kiên hướng dẫn các bạn nhớ 200 số bắt đầu phía sau đó, thì bạn mới kêu con lại cùng xem. Thì cái đoạn phía sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu ghi nhớ, thì nó sẽ thú vị hơn. Chứ nói ba cái phần phân tích logic ở khúc trước thì nhiều khi con nó không hiểu. Rồi, chúng ta dùng chưa? Thì bắt đầu phía sau đó bạn hãy cùng con ngồi xem. Thì các video, cái phần phía sau nhớ số nó sẽ thú vị hơn và nó sẽ ngộ hơn, mà con bạn nó sẽ tò mò và nó thích xem hơn. Rồi, ok chưa? Đó chính là cái điều số 3 mà Kiên muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn là những ông bố, bà mẹ rất là tuyệt vời. Và nếu như
Các bạn có thể làm được điều này thì phải nói rằng con của bạn thực sự là có phước đức rất là lớn. Đó là như vậy. Vừa rồi là Kiên phân tích, chia sẻ với các bạn về ba cái điều rất là cơ bản và rất là quan trọng luôn, để mà người cũ cũng như người mới hãy thực sự xem cái video này thật kỹ. Đó, thì chúng ta có một câu nói, như lúc đầu Kiên có chia sẻ, vạn sự khởi đầu nan. Nhưng nếu như chúng ta có thể làm cho gian nan khá nhẹ nhàng, thì chúng ta sẽ tiến bước. Rồi, chúng ta chưa chờ, thì đó chính là cái mục đích của Kiên. Kiên muốn cải tiến cái khâu đầu tiên để tất cả người Việt Nam mà chúng ta có thể học mà cảm nhận được siêu trí nhớ nó dễ như thế nào. Và khi các bạn nhìn thấy được siêu trí nhớ nó dễ như thế nào thì các bạn sẽ có một cái niềm tin rất là lớn nè. Ôi, bộ não của tôi nó thật tuyệt vời luôn. Và 100 người tham gia thì Kiên mong muốn rằng 50, 90, thậm chí là 95 người có thể vượt qua được cái khâu đầu tiên, chính là cái bản mã hóa cũng như là nhớ cái dãy số này. Thì từ đó các bạn sẽ có cảm hứng, các bạn sẽ học tập tốt hơn. Cho nên là gì? Các bạn nếu mà học xong video này mà thấy nó hay đó thì cho Kiên một like và hãy chia sẻ nó đến cho tất cả mọi người cùng học, để cho cái sự khởi đầu của tất cả mọi người sẽ cực kỳ dễ dàng. Từ đó mọi người sẽ tiếp thu và học những cái video phía sau đó, và dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ phát triển tri thức ngày càng mạnh hơn nhờ cái bộ môn siêu trí nhớ, tuy rất mới nhưng lại vô cùng quan trọng trong cái quá trình phát triển tri thức của Việt Nam của chúng ta nha. Nếu như bạn nào đang xem video của thầy Kiên mà chưa có đăng ký kênh thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký và hãy nhấn luôn vào cái biểu tượng hình chuông kế bên nút đăng ký luôn nha, để chúng ta có thể nhận được tất cả những video bài học về siêu trí nhớ của thầy Kiên gửi cho các bạn. Kiên đảm bảo với các bạn rằng tất cả video trên đây sẽ luôn mang lại giá trị về các bài học rèn luyện siêu trí nhớ cho các bạn. Sẽ không có bất kể một cái video nhảm nhí nào đưa lên đây. Đó, vậy thì chúng ta hãy đăng ký để nhận tất cả những video phía sau đó của Kiên nha.